Xin chào quý vị và các bạn, và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến gặp một mẫu xe sở hữu cái khối động cơ V6 4.0 lít. Vâng, 4.0 lít nhưng mà chỉ là V6 mà thôi. Ở thời điểm hiện tại bây giờ có thể nói những cái động cơ 4.0 thường thì đã lên đến mức là V8 rồi. Đi kèm hộp số 5 cấp nha quý vị và các bạn. Và mẫu xe này ấy, cái khối động cơ này ấy, lại chỉ sản sinh công suất là 270 mã lực và 377 Nm mà thôi. Vâng, đó chính là Toyota 4Runner bản Limited 2018. Đây là một mẫu xe SUV sở hữu cái thân hình cũng như là cái chất để đi việt dã, đi off-road nhiều. Vậy cho nên là chúng ta có thể thấy là tất cả những cái trang bị ở phần đầu xe này, rồi là tổng thể thiết kế thì nó khá là đơn giản và nó có cái phần gì đó hơi thô. Ở trên cái phiên bản Limited này thì còn có những cái điểm nhấn, nói chung là nhìn nó có phần hợp mắt hợp thời hơn rồi ạ. Chứ còn ở trên cái phiên bản SR5 ấy thì cái phần đầu xe này nhìn nó thực sự là rất thô, và nó có cái gì đó nó không được hợp thời cho lắm. Ở trên thế hệ ở trên cái phiên bản Limited này thì chúng ta sẽ có cái nẹp chrome này ở phần đầu xe này, nẹp chrome ở dưới cái logo ở trên lưới tản nhiệt, rồi là cả một cái nẹp chrome dài bản to bản ở phía dưới nối liền hai cái cụm đèn sương mù với nhau nữa. Và vì là một mẫu xe việt dã thế cho nên là đâu đó ở trên mẫu xe này vẫn có những cái trang bị nó khá là cũ, ví dụ như là đèn projector hoãn là bóng vàng đó, chưa có đèn định vị LED luôn. Có lẽ là với cái hệ thống đèn này thì Toyota mong muốn rằng những cái chủ nhân đi vào những cái cung đường việt dã nó bị sương mù nhiều chẳng hạn thì cái hệ thống đèn projector màu vàng này nó sẽ phá sương tốt hơn. Nhưng mà quả thực là với cái mức giá loanh quanh khoảng 4 tỷ thì chúng ta cũng đắn đo suy nghĩ phết nhỉ các bạn nhỉ. Một mẫu xe của Toyota sở hữu cái động cơ 4.0 V6, bên ngoài thì nó cũng không có quá nhiều cái sự đặc biệt hay nổi bật đâu. Nhưng mà 4Runner thì này thì như quý vị và các bạn có thể search trên Google ấy, thì đây là một mẫu xe rất là thành công ở thị trường Mỹ, được sử dụng rất nhiều và được anh em ở cái thị trường hàng đầu thế giới ấy, cường quốc ấy, rất là ưa chuộng. Tiến ra cái phần thân xe này đi ạ. Tiến ra phần thân xe thì cái điểm ấn tượng nhất có lẽ không phải đến từ những cái chi tiết nhỏ ở trên xe, mà có lẽ cái chi tiết ưng ý nhất của Duy ở trên cái mẫu xe này lại đến từ chính từ cặp vành 20 inch này. Thật ra thì ở trên cái phiên bản SR5 ấy thì có cái bộ vành nó không được đẹp mắt bằng cái phiên bản Limited này. Limited này thì được nâng cấp lên bộ vành 6 chấu kép và có cái thiết kế khá là đẹp mắt, là dạng nhôm phay xước kết hợp với cả cái phần sơn đen, nó tạo điểm nhấn cho cái phần thân xe mạnh hơn. Và nếu như mà các bạn chú ý hơn vào cái phần những cái chi tiết ở phần hông xe này ấy, thì có lẽ cái gương này chính là một điểm trừ của chiếc xe này. So với cả một cái thiết kế nó cục và nó có phần thô thì cái phần gương này ấy, nó lại có cái gì đó mềm mềm và cong cong. Duy liên tưởng tới những cái mẫu xe của nhà Toyota như là cái này trông nhăng nhác với cả chiếc Vios, chiếc Toyota Rush. Vâng, đúng rồi. Quý vị và các bạn có thể check lại cái thông tin này rồi chia sẻ ngay phía dưới phần comment nhé. Ở phần hông này thì chúng ta cũng có những cái điểm nhấn bằng nẹp chrome như là trên tay nắm cửa này, hay là ở trên cái viền dưới của cái ô cửa kính. Ở trên phiên bản Limited này thì mới có những cái điểm nhấn chrome này thôi, còn đâu ở trên phiên bản SR5 ấy nó không có đâu. Thật sự phiên bản SR5 ấy nó khá là cơ bản. Đây, dòng chữ Limited ở đây. Lốp của xe thì mặc dù xe việt dã mà chưa được trang bị bộ lốp để đi địa hình, vẫn là lốp bình thường. Có lẽ chúng ta khi đi những cái cung đường đặc biệt thì sẽ phải thay cái bộ lốp này đi. Tiến tiếp ra phần đuôi xe đi ạ. Phần đuôi xe thì nó cũng không có quá nhiều sự khác biệt so với cả phiên bản SR5 ngoài cái cụm đèn hậu. Cái cụm đèn hậu đã được thiết kế lại một chút và có thêm cái phần chrome ở bên trong đây, làm nổi bật cái cụm đèn hậu hơn. Và cái cụm đèn hậu này cũng được thiết kế nó hơi thô,
cái mẫu xe này nó có những đường nét, nó góc cạnh, nó vuông vắn, nó chắc, những cái điểm gân nhấn này nó cũng to và dứt khoát. Thế cho nên là cái cụm đèn này nó cũng phải được tương thích cái phần thiết kế ở bên ngoài. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái nút, đây là lock và unlock, là tổng thể cái phần cửa ấy ạ. Còn cốp phía sau này thì chúng ta vẫn phải mở bằng tay thôi. Đó. Có một cái điểm mà Duy phải nói ngay ở trên cái mẫu xe này này, đó là cái phần cốp này ấy, khi mà chúng ta dựng đủ ba hàng ghế lên ấy, thì chúng ta sẽ có cái không gian để đồ ở đây là vô cùng hạn hẹp. Phải nói từ vô cùng hạn hẹp luôn, bởi vì gần như là sẽ không để được đồ đâu. Đây, Duy sẽ kéo cái này lên đây. Đó. Vâng. Nếu như mà dựng hàng ghế thứ ba này lên đủ thì chúng ta sẽ chứa được khoảng 1 này, 2 này, khoảng 3 cái vali cỡ bằng như thế này thôi. Khó lòng mà có thể chứa được những cái vali to hơn. Hoặc chăng đâu đó thì chúng ta sẽ chứa được những cái vali cỡ cabin, nhưng mà chỉ khoảng size 20 thôi, chứ cũng không được size 24 đâu. Mà trong khi đó thì cái phần cái bar shop ở phía dưới được làm nhô ra khá nhiều ở đây. Một cái điểm trừ mà chắc chắn là khi mà đi những cái cùng đường off-road thì chúng ta không thể nào mà đem theo nhiều đồ được. Nếu như mà mang theo nhiều đồ thì chắc chắn là phải hạ cái hàng ghế thứ ba này xuống. Ở đằng sau, phía sau này thì chúng ta cũng có cái cục bát của cái hệ thống loa JBL. Chắc là chúng ta sẽ có những cái phần giải trí tốt với cái hệ thống loa JBL này rồi. Cái phần ô kính này thì chúng ta có thể mở xuống được. Và nếu như mà ở những cái thị trường như là Mỹ ấy, mà cái phần cửa kính này mà mở xuống thì quý vị và các bạn có thể nhớ tới những cái bộ phim hành động. Phần ô kính mở xuống, mấy anh ở bên trong cầm súng AK bắn kéo lên, nhưng mà phải là kính chống đạn, chứ còn không chống đạn kia nó bắn nó phát xuyên đứt luôn. Đó, ở phía sau thì chúng ta cũng sẽ có 4 cảm biến thôi. Chúng ta sẽ cùng tiến vào cái khoang trước nhé. Cũng giống như là cái phần thiết kế ở bên ngoại thất ấy, thì bên trong nội thất của chiếc Toyota 4Runner này cũng được làm tối giản. Chúng ta cũng sẽ không có những cái trang bị thì nó hợp thời hay là những cái đường nét thiết kế bắt mắt đâu. Tất cả những cái chi tiết ở trên xe này thì đều được trang bị ở trên bảng táp lô ấy là full nhựa. Ngay kể cả cái phần ốp giả gỗ ở đây nữa. Rồi cái phần táp lô, cái phần khu vực táp lô trung tâm này ấy, nó được thiết kế đặc sệt như là những cái mẫu xe off-road trước đây của Toyota ấy. Tất cả các nút bấm to, rõ ràng, núm xoay cũng to, rõ ràng. Rồi là cái phần ốp nhựa ở đây chỉ được làm cải bởi một cái màu bạc, sơn bạc mà thôi. Ghế xe thì cũng được trang bị sưởi và làm mát. Cái trang bị này thì có lẽ là sẽ rất là cần thiết khi mà chúng ta sử dụng khi mà đi vào những cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ở đây cổng sạc USB này, AUX này. Rồi cổng sạc điện 12V ở đây. Cửa gió điều hòa, hệ thống điều hòa được trang bị là hai vùng độc lập. Ở dưới đây chúng ta cũng sẽ có một cái bộ gài cầu và khóa vi sai H4F này, H4L và L4L để đi những cái địa hình khác nhau. Quay xuống đến cái cụm cần số này ấy, thì Duy liên tưởng tới ngay cái mẫu xe bán tải Toyota Tundra. Trong một cái video trước đây thì Duy đã chia sẻ với quý vị và bạn rồi. Đây, Duy sẽ vào thử số lùi đây. Các bạn có thể thấy cái cam lùi phía sau của chiếc xe này. Đó. Cái màn hình 6,1 inch này ấy, thì sẽ cho chúng ta những cái thông số hiển thị cơ bản thôi. Cũng sẽ không có quá nhiều những cái hiển thị đặc biệt đâu. Đó. Đây là cái hệ điều hành giao diện mới của Toyota rồi. Và cái màn hình này khá sắc nét, kèm theo là cái việc phản hồi tốt. Cái giao diện này thì cũng khá giống như là trên những cái mẫu Land Cruiser thôi.
nó không có gì khác biệt cả, nhưng mà có lẽ là sẽ có cho chúng ta cái phản hồi nó tốt hơn đấy. Quay lại với cả cái vị trí vô lăng này đi. Vô lăng của Toyota 4Runner này thì được trang bị là nhựa mềm giả da. Tất nhiên là cái nhựa mềm này thì nó cũng sẽ phải được làm cao cấp, bởi vì khi cái cảm giác cầm nắm vào thì nó khá giống với cả cái việc được bọc da. Lý do tại sao mà Toyota lại trang bị nhựa mềm ở phần vô lăng, bởi vì là khi đi việt dã, quý vị và các bạn có thể phải xử lý những cái tình huống đặc biệt bùn đất, sau đó tay bị bẩn, chúng ta trong rừng chúng ta không thể rửa sạch được, cũng chỉ lau qua thôi, và nên cầm ở đây khi mà về chúng ta sẽ dễ dàng vệ sinh hơn. Nhưng mà quả thực là khi về thị trường Việt Nam mình với cái mức giá nó loanh quanh khoảng 4 tỷ trên dưới 4 tỷ thì đây đúng là những cái trang bị thua thiệt hẳn so với cả những cái mẫu xe khác mà chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu ở trong cái mức giá 4 tỷ. Cũng sẽ có những cái trang bị cơ bản, cruise control này, rồi là tăng giảm âm lượng, điều khiển màn hình ở giữa, đàm thoại rảnh tay. Đó. Ở trên cái khoang cabin này ấy, thì có lẽ cái điểm mà Duy cảm nhận được, Duy cảm thấy thích ấy, sẽ là cái đồng hồ ở phía sau vô lăng. Một cái kiểu thiết kế rõ ràng, dứt khoát. Quý vị bạn có thể thấy ở đây ạ, nó đơn giản thôi, không cầu kỳ. Ở bên trên thì chúng ta cũng sẽ có cửa sổ trời, kèm theo là cái hệ thống hỗ trợ khi chúng ta đi ở phần bên trên đây, được bấm vào đây để kích hoạt. Hệ thống hỗ trợ đổ đèo xuống dốc này. A-Track này là cái chế độ giúp chúng ta đi vào những cái địa hình nó trơn trượt, nó lầy một chút. Đây là hệ thống nút tắt cái cân bằng điện tử. Và trước khi xuống tới hàng ghế thứ hai thì Duy cũng sẽ chia sẻ tiếp với quý bạn là cái nút để chúng ta đóng mở cái phần ô kính ở phía sau cửa cốp ấy ạ. Đây ạ, chúng ta phải kích hoạt ở ngay trên đây thì mới mở được. Phần ghế thì ghế lái và ghế phụ thì đều được điều chỉnh điện, kèm theo nhớ hai vị trí ở bên ghế lái mà thôi. Đó. Ngay đến cái thiết kế ở cái bảng nơi mà chứa các cái vị trí công tắc, nút bấm đóng mở phần kính cửa. Đó. Tất cả các kính đều được trang bị là một chạm hết ạ. Rồi, giờ chúng ta sẽ ra tiếp hàng ghế thứ hai. Với cái chiều dài là 4844mm, chiều rộng là 1925mm và chiều dài cơ sở là 2789mm thì chiếc xe Toyota 4Runner này có cái hàng ghế thứ hai ngồi rất là ổn. Và cái chất liệu da ở trên Toyota 4Runner này thì cũng không phải là dạng da cao cấp đâu, nhưng mà cái bề mặt da thì khá là lì. Bề mặt da này chắc chắn là theo thời gian thì sẽ bền này, rồi là bẩn thì chúng ta rất dễ để vệ sinh. Những cái mẫu da đắt tiền, những mẫu da sang trọng kèm theo là cái việc nó cao cấp ấy, thì chúng ta sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để chăm chút, cũng như là cái dung dịch để chúng ta vệ sinh, bảo dưỡng nó cũng sẽ khác biệt. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, rồi hai cổng sạc 12V 120W. Đó, hàng ghế thứ hai thì cũng không có quá nhiều cái gì đặc biệt. Chúng ta có thể ngả ghế ra phía sau như thế này nếu mà không dùng hàng ghế thứ ba. Còn khi mà chúng ta dùng hàng ghế thứ ba thì Duy xin phép sẽ để một cái vị trí như Duy đang ngồi ở đây để chúng ta cùng kiểm tra cái hàng ghế thứ ba xem là nó có đủ rộng rãi hay không. Bệ tì tay có. Cái bệ tì tay này cũng được làm khá là cục mịch và chắc chắn. Và nếu như mà ngồi ở cái vị trí chính giữa này thì với cái bệ tì tay cục mịch đó chúng ta sẽ không mấy thoải mái, bởi vì nó sẽ tác động vào cái phần lưng, nó sẽ hơi cấn một chút. Nhưng mà nếu mà ngồi ở trong những cái cung đường khoảng 100km đổ lại thì Duy nghĩ là không vấn đề gì cả. Để vào cái hàng ghế thứ ba thì cũng rất là dễ dàng thôi. Chúng ta chỉ cần một cái thao tác gạt lẫy ở đây là cái phần ghế này có thể đẩy nhanh lên để chúng ta di chuyển xuống hàng ghế thứ ba. Và với một cái không gian như thế này thì có lẽ người vi vào hàng ghế thứ ba cũng sẽ gặp đôi chút khó khăn. Chúng ta cũng sẽ không thể thoải mái được. Ở cái hàng ghế thứ ba của chiếc Toyota 4Runner này ấy, thì Toyota luôn luôn có những cái cách để tạo những cái không gian khá là đặc biệt khi có thể gặp
cái phần nệm ghế của hàng ghế thứ ba xuống, sau đó gập phẳng cái lưng ghế này xuống đây để tạo không gian đầy đồ tốt hơn. Đúng là Toyota luôn luôn có những cái người Nhật mà họ luôn luôn nghĩ ra những cái rất là hay, nhưng mà lại tốn của chúng ta khá nhiều thao tác đấy. Nếu như mà ngồi ở vị trí hàng ghế thứ ba như thế này thì phần đầu gối thì thoải mái, không vấn đề gì cả, nhưng mà cái phần trần xe này thì đầu Duy đã bắt đầu chạm và kịch vào trần rồi. Nó sẽ gây cho chúng ta những cái cảm giác khá là khó chịu khi mà di chuyển ở trên cái cung đường sóc đó. Đầu đập vào rồi người ngồi không thoải mái. Để mà gập được cái hàng ghế thứ ba này xuống mà tạo sàn phẳng thì chúng ta sẽ phải xử lý khá nhiều thao tác đấy ạ. Trước tiên là chúng ta sẽ gập cái lưng cái tựa đầu xuống này. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng một cái lẫy ở đây để gập đẩy cái phần đệm ghế thụt xuống như thế này. Sau đó thì chúng ta mới có thể gập phẳng xuống, tức là mất tới 3 thao tác để chúng ta hoàn toàn có thể gập được cái hàng ghế thứ ba tạo không gian, và khi mở lên cũng vậy. Nói chung là đây sẽ là một cái điểm trừ thực sự ở trên cái chiếc Toyota 4Runner này. Đó. Nhìn qua thì cái cơ cấu này thì có vẻ là nguy hiểm đấy, nhưng mà thực ra là nó chỉ phục vụ cái mục đích để gập cái hàng ghế thứ ba mà thôi. Quý vị và các bạn có thể tham khảo thêm những cái chi tiết về các cái mẫu xe như là Toyota 4Runner này ở trên website autoally.vn. Và quý vị và các bạn thấy sao về mẫu xe này thì cũng mời quý vị và các bạn comment ngay phía dưới video này nhé. Và với cái mức giá loanh quanh khoảng 4 tỷ thì nếu mà thị trường Mỹ thì nó sẽ có cái mức giá đâu đó khoảng cao nhất là khoảng 50.000. Ở bản này thì nó rơi vào khoảng 40.000, Duy nhớ không nhầm thì nó tầm đó. Thì khi về thị trường Việt Nam mình thì vì cái động cơ chấm to này kèm theo cái việc là bị áp một cái mức thuế cũng không mấy dễ chịu, thế cho nên là cái mức giá nó cao. Thì mọi người cũng nhớ like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Autoally để chúng ta cùng nhau chia sẻ trải nghiệm nhiều hơn những cái mẫu xe động lực mà. Quý vị và các bạn nhớ like, share nhá. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.